Huấn luyện viên Bồ Đào Nha lo ngại bài tủ của huấn luyện viên Mai Đức Chung hé lộ chiến thuật đấu với tuyển Việt Nam. Huấn luyện viên Francisco Neto của tuyển nữ Bồ Đào Nha đã có những chia sẻ thẳng thắn trước trận đấu gặp tuyển Việt Nam. Cả hai đội tuyển nữ Việt Nam và Bồ Đào Nha đều để thua trong lượt trận đầu tiên vòng bảng World Cup 2023. Cuộc đọ sức tại lượt trận thứ hai được cả hai đội coi như một cơ hội lớn để ghi bàn bàn thắng cũng như giành điểm số đầu tiên ở ngày hội bóng đá nữ lớn nhất hành tinh. Trước thêm trận đấu, huấn luyện viên Francisco Neto đã thẳng thắn phân tích những điểm mạnh của hàng công tuyển nữ Việt Nam. Trong trận đấu gặp tuyển Mỹ và đặc biệt là ở hai cuộc đọ sức với Đức cũng như New Zealand, tuyển nữ Việt Nam đều cho thấy sự nguy hiểm trong những tình huống chuyển đổi trạng thái. Đó là điểm mạnh trong cách tấn công của họ. Khi giành được bóng, hàng tấn công tuyển nữ Việt Nam tăng tốc và khai thác những khoảng trống nhờ vào bốn cầu thủ vừa giỏi pressing lại vừa sở hữu tố chất kỹ thuật tốt. Chúng tôi phải giữ được sự cân bằng và tôn trọng đối thủ. Bởi đội bóng nào có mặt tại World Cup cũng đều chất lượng. Chúng tôi phải đặc biệt cẩn thận vào thời điểm đội bạn thu hồi bóng và bắt đầu chuyển trạng thái phản công. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cũng nhắc tới hàng thủ tuyển nữ Việt Nam. Họ phòng ngự với số lượng cầu thủ đông đảo và luôn áp sát trái bóng. Họ luôn chơi với một cầu thủ theo kiểu libero, sẵn sàng khỏa lấp các khoảng trống. Các hậu vệ Việt Nam áp sát rất nhanh trong các tình huống và khóa chặt không gian chơi bóng của đối thủ. Đánh giá cao tuyển nữ Việt Nam, song ông Francisco Neto không ngần ngại đặt mục tiêu chiến thắng cho đội nhà. Những gì tôi cần làm một đội tuyển nữ Bồ Đào Nha kiểm soát bóng vượt trội, nơi các cầu thủ có thể tấn công dồn dập vào mùng 1 tháng 3 cuối sân của đối phương và tung ra nhiều pha dứt điểm. Sau khi thua Hà Lan, chúng tôi vẫn còn tới 6 điểm chờ đợi trong hai trận đấu còn lại. Toàn đội sẽ nỗ lực để giành lấy những điểm số đó và hiện thực hóa ước mơ lọt vào vòng mùng 1 tháng 8 World Cup. Hiện tại, điều chiếm trọn tâm trí chúng tôi là trận đấu với tuyển nữ Việt Nam. Sau đó chúng tôi mới nghĩ đến cuộc đọ sức với tuyển Mỹ ở lượt cuối cùng. Một thông tin khá thú vị là trận đấu giữa tuyển nữ Việt Nam và Bồ Đào Nha diễn ra trên sân vận động Waikato Hamilton, New Zealand. Chính tại sân vận động này, tuyển nữ Bồ Đào Nha đã vượt qua Cameroon trong trận play-off quyết định giành vé đến World Cup 2023. Huấn luyện viên Francisco Neto coi đây là lợi thế cho đội nhà, đó là sân vận động mà chúng tôi biết rất rõ, giống như là sân nhà của tuyển nữ Bồ Đào Nha vậy. Chúng tôi sẽ cố gắng tận dụng lợi thế đó để chơi thật tốt và giành chiến thắng. Trận đấu giữa tuyển nữ Việt Nam và Bồ Đào Nha diễn ra lúc 14h30 phút ngày 27 tháng 7 giờ Việt Nam. Trước đó vào lúc 8 giờ cùng ngày, hai đội Mỹ và Hà Lan sẽ có màn tái ngộ 4 năm sau trận chung kết World Cup nữ 2019.